2015 đến 2020 là giai đoạn Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ hai, đồng thời thực hiện chiến lược phát triển tập đoàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo tinh thần nghị quyết số 41 NQTU của Bộ Chính trị. Giai đoạn 2015-2020, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN phải đối mặt với những khó khăn thách thức rất lớn do giá dầu thô liên tiếp giảm sâu và giữ ở mức thấp, tình hình biển Đông phức tạp, cạnh tranh thương mại, biến đổi khí hậu, khủng hoảng do dịch bệnh Covid-19 đã tác động trực tiếp đến mọi mặt hoạt động của tập đoàn. Nhưng giai đoạn này, PVN vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 614,3 nghìn tỷ đồng, tổng sản lượng khai thác dầu khí ước đạt 150,3 triệu tấn quy dầu, sản xuất điện ước đạt gần 129 tỷ kWh, sản xuất đạm ước đạt trên 9,7 triệu tấn, sản xuất xăng dầu ước đạt 52,74 triệu tấn. Để làm nên những thành công trong giai đoạn khó khăn vừa qua, Đảng ủy tập đoàn đặc biệt quan tâm xây dựng hệ thống và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, củng cố, sắp xếp kiện toàn tổ chức cơ sở đảng trong đảng bộ và đoàn thể, đồng bộ với quy trình tái cấu trúc doanh nghiệp trong giai đoạn 2020-2025 với tinh thần bản lĩnh, trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, hành động. Đảng bộ tập đoàn tiếp tục thực hiện nghị quyết số 41 NQTU của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, nghiêm túc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, tận dụng thời cơ, tự tin vượt qua thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng là trụ cột của nền kinh tế đất nước, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.